Và hôm nay mình đang ở nhà. Và năm nào là giáng sắp tới Giáng sinh rồi thì năm nào cũng vậy, thì là dì Út Vi của mình luôn luôn là gửi về cho mình một cái bộ đây là sô-cô-la đếm ngược về ngày 24. Và thật may là cho dù là Út Vi đang ở Dubai thì và bạn của Út Vi của mình đã kịp thời gửi về cho mình hai cái này, hai cái sô-cô-la lịch này. Trời ơi, nghe là đã thi 2 luôn. Và chúng ta đã mở ra được tới số 3 rồi. Yeah, ngày 1 là mình đã mở rồi hả? Hôm nay là ngày 3. Yeah, mỗi lần mở thì sẽ như thế nào các bạn? Mỗi lần mở thì chúng ta sẽ rất háo hức. Ngày 3. Và cách mở ra thì nó sẽ giống như vậy. Rồi. Mời anh mình mở. Mỗi ngày mở một ô đúng không các bạn? Mở một ô. Tại sao mình đã ăn cái số 3 rồi? Giờ anh mình đi học cho nên là bây giờ anh mở ra thử đi. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Úc Vy mà nhìn những cái clip này thì Úc Vy sẽ rất là vui và rất là hạnh phúc vì món quà đã về đúng kịp ngày nha. Không thể tin nổi. Snowman. Yeah. Mỗi ô sẽ có một bộ biểu tượng của Noel. Yeah, tuyệt vời ha. Và mình sẽ cứ mỗi ngày ăn ô và cho tới ngày 24 là đêm Giáng sinh. Và sẽ là miếng cuối cùng luôn. Yeah. Đây nha các bạn, số 24 là ở đây nè. Đâu, đưa mẹ xem coi. Yeah, là ngày đó mình sẽ ăn nha. Các bạn có thích không? Các bạn rất thích luôn. Yeah. Luôn sô-cô-la này ngon. Tuyệt vời ha, cảm ơn Út Vy và bạn của Út Vy đã mang về đúng dịp nha. Chúc bye bye bạn nha. Và cảm ơn Út Vy và bạn Út Vy. 3, 2, 1. Merry Christmas 2022. 1, 2, 3. Thank you all.